Ok, mình đã quay trở lại để chúng ta tiếp tục cái câu chuyện chính ấy. Chúng ta sẽ sẽ không giết thằng này ấy. Don't tell me you've all decided to let me live. Rõ ràng là cái lựa chọn đúng là nó sẽ là cho thằng này được sống ấy. But you're the only one here. Thì chúng ta đối mặt với cái sự thật ấy. Tomorrow you'll be không bỏ chạy. Are you still thinking or have... Ok, tôi sẽ thả cho ông. Nên mình sẽ cho... Tôi sẽ cho mày sống. Nếu mình giết thì sao nhỉ? So, you un... Ô, nên nếu mà mình giết là nó cho mình giết luôn. Looking to the future is a great way to live. Mình bấm nhầm rồi. Nên là, xin lỗi, tôi chọn nhầm. Tôi chọn sai, tôi phải thả cho ông rồi. I don't want to kill you. If you kill me, Tartarus, the dark hour, and nên là chúng ta thấy là trên đấy là giết thằng này thì nó như này nhỉ, kiểu cái kiểu như là bọn này nó sống nó cũng không thực sự nó như biết nhau ấy, thì cũng hơi bị tệ nhỉ. Are you still thinking? Là những cái kỷ niệm nó bọn này cùng nhau thì nó đã gần như là chưa xảy ra ấy. Nó sống thế nó lại hóa thân thì nó dọa mày. Bây giờ ông muốn như nào? Không thấy tôi chưa? Sợ chưa? Thằng này có mấy quan tài với cầm cái kiếm ấy. Nhìn nó rất là đáng sợ ấy. Mình vẫn cho nó sống. Tôi quyết định đúng rồi. I understand. Tôi hiểu mà. It's regrettable, but it's your life. Thật là đáng tiếc. You can do what you want with it. À, đấy là cái cuộc sống cậu. Cậu có thể làm bất kỳ cái gì mà cậu muốn á. I will respect your decision. Ta sẽ tôn trọng cái quyết định cậu. Nên là đây nghe nó giống như trong cái hợp đồng mình ký ấy. Chúng ta sẽ chấp nhận những cái gì Let's mà chúng ta quyết định. Ta hãy quay trở lại sảnh này. I need to tell you guys how to confront Nyx. Cần phải kể cho các cậu là làm cách nào để đối mặt với Nyx. Con này thấy là... Yo, what's up, Ryoji? Có gì vậy, Ryoji? Chán. It's an unfortunate decision, but it is yours to make. Thật sự là mà cái quyết định nó không không may à? Nhưng mà thôi, đấy là các cậu đã đưa quyết định thế thì tới chịu. That's right. Đúng vậy. But you can't defeat Nyx. It's impossible. Nhưng mà các cậu không thể tiêu diệt Nyx, đấy là điều không thể. But we must still try. Nhưng mà bọn chị vẫn phải cố gắng á. Cố thử. Personally, I don't care if it is impossible. Thật là tớ không quan tâm là liệu nó có bất khả thi hay không. I understand. Thằng ấy nói thế bởi vì nó chưa bao giờ thua trận nào. Nhưng mà trên đầm bốc ấy. Nên là cũng phải nói là bọn nó hơi trẻ trâu. Nhưng anyway, chúng ta đang ở trong game mà. Đây là mấy thanh niên Nhật mà. It's almost midnight. So I'll keep this brief. Nên nó gần nửa đêm nên tớ sẽ nói ngắn gọn này. I'll tell you where to find Nyx. Tớ sẽ kể cho các cậu ngay là nơi nào cậu có thể tìm được Nyx. Vào chuyện đi. She'll be at Tartarus. Bà sẽ ở Tartarus đấy. You must reach the top of the tower before the promised day. Các cậu phải đến được cái đỉnh về tòa tháp trước cái ngày ngày đấy ấy. When's the promised day? Khi nào mà là cái promised day vậy? Exactly one month from tomorrow. Chính xác là một tháng nữa kể từ ngày mai. January 31st. Ngày 31 tháng 1 năm 2010. Cái game này nó được tầm được đúng không? Cái game này là nó phát hành 2008 rồi nhỉ? Sao nhỉ? Mình không nhớ cái game này. À không, 2006 thôi. Nhưng mà đây nó về tương lai thôi. Nyx will descend to Tartarus. 2010 luôn mới gấu ấy. Nhưng mà có nghĩa là còn lâu mà cái trò này mới đến 2010. Trò này mình nghĩ là 2004 hay 2006 thôi. Nyx sẽ đi xuống Tartarus này. And the world will end. Và thế giới sẽ kết thúc. Toàn. If you go to the top of Tartarus on that day, you'll be able to face her. Nếu mà các cậu đi đến đỉnh của Tartarus vào ngày đấy, các cậu có thể đối mặt với bà ấy. The tower exists for the purpose of Nyx's coming. Cái tòa tháp. As the appraiser, I usher Nyx into this world. Cái mục tiêu của cái tòa tháp này nó đóng vai trò là nó đón cái sự sự sáng trần của Nyx trong vai trò là một người phàm phá. I usher Nyx.
Tớ sẽ dẫn dắt Nick vào đến cái thế giới này. And Tartarus welcomes her arrival. Và Tartarus sẽ đón chào cái sự giáng trần của bà ấy. Nghe tởm. Thế là cái sự tồn tại của tòa tháp là để đón tiếp Nick sao? That's why it's called the Tower of Demise. Đấy cũng là lý do tại sao nó gọi là cái tòa tháp của cái sự hủy diệt à. So if we reach the top, we can fight Nyx. Về cơ bản là chúng ta, nếu mà chúng ta lên được lên đỉnh, chúng ta có thể đấu với Nyx đúng không? Chuẩn man. Yes, but remember. Phải, nhưng mà hãy nhớ rằng à. From today, you will fight against eternal despair. Từ ngày hôm nay là các cậu sẽ phải chiến đấu à, mà các cậu với cả cái sự kiểu như là chiến đấu mà biết được là mình sẽ thua ấy. Like I've said so many times before, when you face her, you will finally understand this truth. Khi mà cậu mọi người đấu với bài á, mọi người sẽ được hiểu được cái sự thật này. And then you will realize what it is you are trying to stand against. Và đấy là khi mà các cậu sẽ nhận ra được là những cái gì mà các cậu cố gắng á chỉ là vô ích thôi. Nói nghe buồn. We understand. There's no need to keep telling us. Bọn chị hiểu, thì không cần thiết phải kêu bọn chị cái đấy. January 31st. 31 tháng 1. We won't forget that date. Bọn chị sẽ không quên vào cái ngày đấy. Okay. Well, I'll be going on ahead of you then. Thế thì em phải đi trước đây. I want to leave you while I'm still in this form. Tôi muốn đi rời đi. Rời đi khỏi mọi người khi mà tôi vẫn còn ở trong hình dạng này. Ryoji-kun. Cái tay nó sẽ biến mất này. Chán nhỉ? Thật đáng tiếc. Thằng này có ích hơn thằng Junpei. Đổi bọn ta thằng Junpei. I'm sorry for all the pain and suffering I put you through. Hay ít. Tớ xin lỗi vì tất cả những cái nỗi đau và cái khổ cực mà cậu phải trải qua. I won't forget that you were my enemy and my friend. Tớ sẽ không quên cậu là kẻ thù của bọn tớ và là người bạn của tớ. I guess. Thank you. Cảm ơn cậu. This will probably be the last time I'll see you all like this. Đây có thể là cái lần cuối mà tớ sẽ gặp mọi người như thế này. But I'll always be watching over you. Nhưng mà hãy nhớ rằng tớ sẽ luôn luôn dõi theo mọi người. Well, goodbye. Người này là anh Shadow này, có cảm xúc. Có kiểu Shadow này nó không ngáo ngơ như bọn kia. Best wishes in the coming year. Nên là chúc mọi người may mắn ở năm mới này. That's what you say on New Year's Eve, right? Đấy là những gì mà mọi người hay nói ở thời khắc năm mới đúng không? Năm mới vui vẻ. Là Happy New Year ấy. See ya. Thế đây năm mới rồi mà, đây là midnight này. That Ryoji. Nên thằng này biến mất luôn. Ok, nó sẽ được 10 này. The Fool. Mình không để ý là các em được 10 khi nào nhé. Nhưng chúng ta có thể fusion được Susanoo. The Sweet Social Link đã tới được maximum level. Chúng ta có xây dựng được mối gắn kết không thể nào bị phá vỡ. Nên là mấy cái dòng như là Fool này nó tự nó lên ấy. Chúng ta có thể tạo được Susanoo này, The Raising God. Chúng ta đã đưa ra cái quyết định quan trọng với cả những cái người đồng chí. Mối quan hệ chúng ta đã lên một tầm cao mới này. Nên nó lại bắt đầu một cái khác. Nên nó kết thúc cái kia và nó bắt đầu một cái khác. Cái này là cái judgment này. Sự phán xét. Kiểu như nhóm này bây giờ thành nhóm những người trừng phạt. Kết thúc cái kia sẽ là khởi đầu của cái mới. Năm mới đã chuẩn bị bắt đầu này. Một tháng từ đến bây giờ là ngày 31 tháng 1 à. Chúng ta sẽ đối mặt với Nick. Chúng ta phải đến cái đỉnh của Tartarus vào ngày đấy. Đây là cái quyết định mà chúng ta đều đã đưa ra này. 2009 á. Valley Road to a Cloud. Năm 2009 đang đến gần.
Và đấy là năm đầy những cái kỷ niệm này. 9. Mình đang nhớ là cái thời đấy là mình vẫn đang chơi máy PS này thôi nhỉ. Máy PS 2 thôi. Happy New Year, Senpai. Đây là mùng 1 tháng 1 này. Số chúc mừng năm mới Senpai. Happy New Year. Let's make this the best year ever. À, làm cái cho cái năm này là cái năm xịn nhất nhé. Nhìn là Ken Kun hết này. It's New Year's, but there's nothing really special to do. Cái năm mới nhưng mà có vẻ như chả có cái gì đặc biệt để mà làm. Well, you can always wish people a New Year's greeting. A greeting. You can always wish. Like, have a great year. À, có nghĩa là Happy New Year này là chúc mừng năm mới nhưng mà chả có gì để làm ấy. Là cái kiểu mà thằng này nó nói ấy, cái câu chúc ấy. Hoặc em có thể nói rằng là cho năm mới tốt lành nữa. Have a great year này nè. Yeah. Phải như thế cũng được. Koromaru. Happy New Year to you too. Chúc mừng năm mới mày, Koro-chan. Quack quack. Cái chính là mình không mà mình chơi mấy cái con Koro-chan này lắm. Oh man, I completely overslept. Why did I stay up all night watching that stupid movie? Mình hoàn toàn ngủ quên tại sao mình lại tất cả đêm để xem cái bộ phim ngu ngốc này. Did you guys see it? It had these giant Amazon women running around in the jungle. Em có thấy không? Có một cái cô gái Amazon khổng lồ chạy xung quanh trong rừng. Thế cái phim gì? Tại sao anh lại xem những bộ phim này? Thì có ai sẽ đến ngoài đền không? No, I don't believe in superstitions. Không, anh không tin vào mấy cái bà xàm ấy. Kiểu là lấy quẻ, tượng thế này. Oh, that's too bad. Yukari-san and the others are already there. Quá tệ, có vẻ như là Yukari-san và nhiều người khác, đã đến đấy rồi. They're all wearing kimonos. Họ đều đi mặc kimono. Thằng này lại bắt đầu ạ. Oh. Kimonos, kimono, hả? I'm gonna run to the store. Hold it right there. Tớ phải đi ra ngoài chỗ hàng tạp hóa tí, đợi đã Junpei. What? Có gì vậy? You're going to the shrine, aren't you? Cậu đi đến cái đền đúng không? No, I'm not. I'm just going for a walk. Không, em chỉ đi dạo tí thôi. Oh yeah? Ồ, sao vậy ta? Thì tạo đi cùng. Well, I'm going with you then. I'm bored. Thế thì anh cũng đi cùng chú, anh cũng đang chán ấy. Oh, I'll go too. Ờ thì em cũng đi. All right then, let's go. Thì đi thôi. You coming? Cậu đi à? Đi đi. Anyone know where it is? Đi ra mấy cái tạp hóa thế. Đi làm gì? Yeah, the girls told me the directions. Có ai biết đấy nó đâu không? Phải các chị gái đã bảo em cái đường đi đấy đến đấy. Sweet. Tưởng là mày đi shopping. Bọn này ở đấy bao lâu không biết cái đền vậy? Thằng này hỏi ngá nhà chính thằng này nó tìm về con chó ở chỗ đấy. Nên là nó là truyền thống khi chúng ta có năm mới ở những cái bản là Persona ấy. Nên là em nên là bây giờ em chưa đây mặc đồ đẹp quá. Gái top rồi á. Mặc đồ đỏ đấy. Hey, you guys are late. We were just about to leave. Nhưng mình tưởng là con này mặc đồ hồng nhưng mà con này mặc đồ đỏ đẹp thật đấy. À, này, các cậu đang đến muộn à? You were just... bọn tớ đã định đi về đây. Thích. Yucatan. Thằng đúng là dâm tặc. What? Gì? Happy New Year. What's the matter, Yori? Nên là Mitsuru mặc đồ đen này, kiểu cũng kiểu sang trọng ấy. Mà quấn tóc này lên nhìn giống xinh nhỉ? Nhìn cũng có vẻ mình cảm thấy xinh hơn là để tóc. Nhưng mà nhìn Mitsuru này giống kiểu như là gái Nhật truyền thống hơn ấy. Còn bọn kia này đều cắt tóc ngắn ấy nên là lại điểm cộng khác. Mitsuru-senpai. You look hot. Chị nhìn trông hot quá. I mean. Ý của em là. Stop staring. Đừng có nhìn chị dễ. Toang nhỉ. I've
never worn a kimono before. Tao để cái kiểu em này cũng kiểu tóc Nhật. Nhưng mà mấy cái bọn Nhật truyền thống nó không để tóc ngắn ấy. Tao chưa bao giờ mặc cái bộ kimono này. Does my sash look okay? Liệu cái mà cái sát là cái mà nó để ngang ngang ấy, cái đeo nó có ổn không ạ? Fuka, cậu nhìn trông thấy đúng kiểu dâm tặc nhỉ. Đi soi từ đầu đến chân. This traditional clothing is quite interesting. Con em mặc cái đồ hồng đẹp đẹp. However, it's difficult to move in. Cái trang phục truyền thống này nó tương đối là hay nhưng mà nó rất là khó để mình di chuyển. Cô gái có vẻ như là đang ngại vì cái quần áo của họ. Thằng này đang sướng ấy. I'm so glad I came. New Year's kicks ass. Mình rất là mừng khi mình đã đến đây. Năm mới thực sự là tuyệt. Junpei-san, why are you acting so strange? Junpei-san, tại sao cậu lại hành xử lạ kỳ như vậy? Man, we got to see some great stuff today. Chúng ta phải xem chúng ta được xem nhiều cái thứ tuyệt vời ngày hôm nay. Right, Akihiko-senpai. Phải có Akihiko-senpai. I guess so. Thì anh đoán là như vậy. Hey, aren't you guys cold? Này, mọi người không bị lạnh sao? A little, but I love this time of year. Thế là mặc cái kimono này nó mới lạnh hơn à? Cũng hơi mà lạnh một chút nhưng mà chị thích cái khoảng thời gian trong năm. That's not what I meant. Không, đấy không phải là cái ý của em à. Junpei-san said that you guys aren't wearing anything underneath your kimonos. Vì Junpei-san đã nói rằng là các chị đã không mặc bất kỳ một cái đồ lót nào ở dưới những cái kimono này. Ui toang thế. Mày chết. He said what? Cậu ấy nói cái gì? Mày cho phát. Ow! Cậu ấy dẫm chân. Nên là lịch sự là con ấy hay dẫm chân. Còn nó ghét là nó tát nó phát luôn. Mà dậy. Tại sao mày lại có thể?